Xin chào tất cả các quý vị và tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và tất cả các anh chị đã trở lại với cái kênh Lữ Tài của mình. Mình tên là Nhật Tấn. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị về một bài, đó là tìm ngày tốt trong cái tháng tư nhuận trong năm 2020 này để cho chúng ta lợp mái các bạn. Lợp mái nhà, thay tôn làm tôn luôn đó, là đều là chung một cái ngày đó luôn các bạn đó. Hoặc là sửa ton thay ton rồi đó. Thì nếu mà các anh chị nào mà đang xây nhà thì đến ngay cái ngày mà chúng ta lợp ton đó, lợp mái, lợp ton hoặc là lên tầng đó, lên tầng đó, thì tức là mình đổ xi măng để mình lên tầng đó, thì mình đến cái ngày nào đến vừa xong trong cái khúc đó, thì ví dụ chúng ta xây một cái nhà, đến bắt đầu đến cái việc mà chúng ta bắt đầu là xây tầng hoặc là chúng ta bắt đầu là làm lợp mái, làm ton, đắp ton vô, thì lúc đó chúng ta chỉ cần coi ngày tốt thôi chứ không cần lựa tháng hả? Tại vì nó nằm trong tháng nào là chúng ta chỉ coi cái ngày tốt gần gần để chúng ta làm, tại lúc đó chúng ta đang xây nhà mà. Còn mà nếu mà các bạn nào đã có nhà nhưng mà nhà nó bị hư ton, hư mái, thì bắt đầu chúng ta muốn xây sửa lại hoặc là thay mới, thì bắt buộc chúng ta phải coi tháng nào nó hợp với cái tuổi của mình thì chúng ta bắt đầu mới làm, hoặc là cái tháng đó nó không xung với cái tuổi của mình, nó không xung rồi nó không hại tuổi của mình thì mình dùng được, không cần phải hạp, chỉ miễn sao nó không xung, không hại cái tuổi của mình là chúng ta dùng được thôi các bạn. Rồi thì cái tháng tư nhuận này là các bạn, cái tháng tư nhuận này á, thì nó cái tháng tư nhuận này nó có hai tiết, nó có hai cái tháng, đó là từ ngày 1 cho tới ngày 13 tháng tư nhuận là tiết của tháng tư, còn cái từ ngày 14 trở về cuối tháng tư là tiết của cái tháng năm. Cho nên các bạn từ ngày 11 từ ngày mùng 1 cho tới ngày 13 của cái tháng tư nhuận là tiết của tháng tư, mà tháng tư là tháng tỵ, cho nên chúng ta hạp người tuổi thân và người tuổi sửu, tuổi dậu. Bởi vì tháng tỵ cho nên nó xung người tuổi hợi và nó hại người tuổi dần, vậy là người tuổi hợi và người tuổi dần không nên dùng cái tháng tư để chúng ta thay ton. Rồi bắt đầu là từ ngày 14 tháng tư nhuận cho đến cuối tháng tư nhuận thì là tiết của cái tháng năm. Khi tiết của tháng năm thì chúng ta biết tháng năm là tháng ngọ, cho nên là tuổi ngọ nó xung cái tháng ngọ, nó xung người tuổi tý và nó hại người tuổi sửu, thì người tuổi tý và người tuổi sửu không nên dùng cái tháng năm để chúng ta thay ton, lập ton các bạn, thay ton làm ton lại đó. Rồi bây giờ thời gian thì cũng không có nhiều nên bây giờ Hà Nhật Tấn sẽ tranh thủ chia sẻ cho nhanh cái video này. Thì chúng ta việc đầu tiên thì chúng ta tránh ngày tam nương là ngày mùng 3, 17, 13, 18, 22 và 27. Giờ chúng ta phải tránh ngày nguyệt kỵ, đó là ngày mùng 5, 14, 23. Chúng ta tránh tiếp ngày sát chủ là ngày mùng 2, mùng 9, 15, 19 và ngày 27. Chúng ta tránh tiếp ngày thọ tử, đó là ngày mùng 4, ngày 23. Chúng ta tránh nữa là ngày trực phá, đó là ngày mùng 10 và ngày 23. Chúng ta tránh ngày trực thâu là ngày mùng 1, 13, 14, 26. Chúng ta tránh nữa là ngày xích đới. Ngày xích đới là ngày hỏ đó các bạn. Đó, là ngày ngọ đó, là ngày mùng 5, 17, 29. Chúng ta tránh nữa là ngày thiên hỏ, mình gọi là thiên thượng hỏ đó, thì là ngày mùng 8, ngày 23. Chúng ta tránh nữa là ngày thiên lôi là ngày mùng 4, 15, 27. Chúng ta tránh tiếp là ngày hỏ tinh là ngày mùng 9, 10, ngày mùng 9, ngày 17, ngày 26. Chúng ta tránh nữa là ngày thiên tai sát, tức là ngày chúng ta lập ton lên là sẽ có thiên tai, khi mà bão tố mà ập tới thì nhà mình là bay ton trước các bạn, cho nên đó, chúng ta phải tránh ngày này, đó là ngày mùng 1 này, mùng 3, mùng 5, ngày 11, 13 và ngày 16.
Rồi chúng ta tránh ngày hung tà ác sát. Ngày hung tà ác sát là những cái con vật hung ác đó, như là rắn, rít, bồ cạp rồi đó. Thì khi mà chúng ta làm to làm mái ngay cái chỗ ngày hung tà ác sát này, nó sẽ về nó ngự ngay cái mái tôn của mình thì không nên đó. Thì là chắc là nguy hiểm cho cái ngôi gia của mình. Thì cái ngày hung tà ác sát trong cái tháng tư nhuận này là ngày 17, 19, 27, 29 và ngày 30. Rồi chúng ta tránh nữa là ngày Bát Phong. Ngày Bát Phong ở trong cái tháng 4 năm 2020 này là ngày mùng 6, mùng 9, ngày 12 và ngày 19. Đó. Thì khi mà chúng ta đã loại bỏ hết tất cả những cái hung tinh như thế, thì chúng ta còn lại là chỉ có 5 ngày tốt. Đó là ngày 20, ngày 24, ngày 25 và ngày 28. Là còn các ngày mà nó cũng phạm hung tinh nhưng mà vẫn dùng được, là tại vì nó có nhiều cái tinh, thì là ngày mùng 6, ngày 12 và ngày 16. Ngày mùng 6 ở đây thì nó bị phạm Bát Phong thì không sao, Bát Phong thì nó cũng rất nhẹ. Cho nên là Bát Phong là mình gọi là gió tám hướng về đó các bạn. Cho nên là nếu mà cái ngày mùng 6 này nó có nhiều cái tinh che chiếu thì vẫn dùng được các bạn. Đó. Rồi cái ngày 12, ngày 12 cũng là ngày Bát Phong. Đó. Ngày 12 cũng là ngày Bát Phong nhưng mà nó cũng có nhiều cái tinh, cho nên chúng ta dùng được ngày 12 tháng tư nhuận này. Rồi đến ngày 16, ngày 16 thì bị là thiên tai sát, bị phạm thiên tai sát. Thì ngày 16 này nếu mà có nhiều kiết tinh thì chúng ta vẫn dùng được đó. Cho nên những cái ngày mà chúng ta có thể dùng được là ngày mùng 6, 12 và ngày 16. Rồi. Bắt đầu chúng ta đi tìm khung giờ tốt cho những cái ngày này nhé. Ngày mùng 6 tháng 4 nhuận năm 2020, ngày này là ngày Tăng Mùi, ngày này là thuộc trực mãn, ngày này nhằm ngày thứ 5 hàng tuần, ngày này là ngày 28 tháng 5 dương lịch. Đó. Bởi vì là cái ngày này nó bị phạm Bát Phong, ngày nó lại có nhiều cái tinh che chiếu, cho nên chúng ta cũng có thể dùng được ngày này. Đó. Bởi vì ngày này là ngày Tăng Mùi, cho nên đó là nó sẽ xung người tuổi Sửu và nó hại người tuổi Tý. Cho nên người tuổi Tý và người tuổi Sửu không nên dùng cái ngày này. Dù ngày này là ngày đại kiếp, chúng ta cũng không nên dùng, tại vì nó xung hai cái tuổi đó. Thì còn các tuổi khác đều dùng được ngày này. Và khung giờ tốt của ngày này là giờ Tỵ, từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút. À. Rồi giờ Thân là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút. Rồi giờ Tuất là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút các bạn. Giờ bây giờ chúng ta bước qua cái ngày 12 tháng 4 nhuận năm 2020. Ngày này là ngày Đinh Sửu, ngày này là ngày trực thành. Đó là cực kỳ tốt, ngày trực thành là cực kỳ tốt. Ngày này thuộc thứ tư hàng tuần. Ngày này nhằm ngày 3 tháng 6 dương lịch. Bởi vì ngày này là ngày Sửu, cho nên nó xung người tuổi Mùi và nó hại người tuổi Ngọ. Cho nên người tuổi Ngọ và người tuổi Mùi không nên dùng ngày này. Dù ngày này là kiết cái mấy cũng kỵ hai tuổi này, thì hai tuổi này dùng vào nó cũng sẽ thành đại hung thôi các bạn. Cho nên các bạn cũng phải nên về chừng và bỏ hai cái tuổi này ra. Và tất cả các tuổi khác đều dùng được ngày này. Và khung giờ tốt của cái ngày này là từ là giờ Tỵ, từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút. Rồi giờ Thân là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút. Và giờ Tuất là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút các bạn. Giờ chúng ta đi qua bước sang cái ngày 16 tháng 4 nhuận năm 2020. Ngày này là ngày Tân Tỵ, ngày này thuộc giờ trực bới. Nhằm và chủ nhật hàng tuần. Ngày này là ngày 7 tháng 6 dương lịch. À, bởi vì ngày này là ngày Tỵ, cho nên nó lại xung người tuổi Hợi và nó hại người tuổi Dần. Cho nên người tuổi Hợi và người tuổi Dần không nên dùng ngày này. Và khung giờ tốt của cái ngày này là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút.
Rồi chúng ta bước đến cái ngày 20 tháng 4 nhuận năm 2020. Ngày này là ngày Ất Dậu, ngày này thuộc về ngày Trực Bình, ngày này nhằm ngày thứ năm hàng tuần, ngày này là ngày 11 tháng 6 dương lịch. Bởi vì ngày này là ngày Dậu cho nên nó xung người tuổi Mão, nó hại người tuổi Tức, cho nên người tuổi Mão và người tuổi Tức không nên dùng ngày này. Và khung giờ tốt của cái ngày này là giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút, và giờ Dậu là từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút các bạn. Rồi chúng ta lại bước sang cái ngày 21 tháng 4 năm 2020. Ngày này á, tuy là ngày tốt để chúng ta lập máy, nhưng nếu mà chúng ta so vào cái lịch của Động Công thì cái ngày này là ngày bị sát nhập chung cung, cho nên là mọi việc đều không thể dùng được trong cái ngày này. Cho nên ngày 21 tháng 4 nhuận năm 2020 chúng ta bỏ, chúng ta không xài, chúng ta không thể dùng. Đó. Rồi đến ngày 24 tháng 4 nhuận năm 2020 là ngày Kỷ Sửu, ngày này là thuộc Trực Nghi, ngày này nhằm ngày thứ hai hàng tuần, ngày này nhằm ngày 15 tháng 6 dương lịch. Và khung giờ tốt của cái ngày này là giờ Tỵ từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút, giờ Thân là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút, và giờ Tuất là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút. Giờ chúng ta bước tiếp đến cái ngày 25 tháng 4 nhuận năm 2020. Ngày này là ngày Canh Dần, ngày này là ngày Trực Thành, là cực kỳ tốt. Ngày này nhằm thứ 3 hàng tuần, ngày này là ngày 16 tháng 6 dương lịch. Bởi vì ngày này là ngày Dần cho nên nó xung người tuổi Thân và nó hại người tuổi Tỵ, cho nên người tuổi Tỵ và người tuổi Thân không nên dùng ngày này. Dù cho ngày này là đại kiếp, nhưng người tuổi Tỵ và người tuổi Thân mà dùng vào ngày này, ngày này nó sẽ trở thành đại hung. Còn tất cả các tuổi khác đều có thể dùng được. Và khung giờ tốt của cái ngày Dần này là từ là giờ Tỵ từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút. Giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút. Và giờ Tuất là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút các bạn. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta lại bước đến xem cái ngày tốt cuối cùng của tháng 4 trong năm 2020 này là ngày 28 tháng 4 năm 2 là ngày 28 tháng 4 nhuận năm 2020. Ngày này là ngày Quý Tỵ, ngày này là thuộc Trực Bới. Đó. Ngày này là nhằm thứ 6 hàng tuần, ngày này là ngày 19 tháng 6 dương lịch. Bởi vì ngày này là ngày Tỵ cho nên nó xung người tuổi Hợi và nó hại người tuổi Dần, cho nên người tuổi Hợi và người tuổi Dần không nên dùng ngày này. Dù cho cái ngày này là ngày kiếp mà người tuổi Hợi và người tuổi Dần mà dùng vào ngày này thì ngày này nó cũng sẽ trở thành ngày đại hung các bạn. Cho nên là trừ hai tuổi Dần Hợi ra thì các tuổi khác đều dùng được ngày này. Và khung giờ tốt của cái ngày này là các bạn nên để ý cái việc lập máy làm ton, làm máy rồi là nó rất kỵ cái giờ ngọ các bạn, cho nên nó giờ ngọ chúng ta cũng không có dùng. Bây giờ chúng ta sẽ đọc là giờ từ giờ Mùi là từ 13 giờ tới 14 giờ 59 phút. Rồi vậy là chỉ có một cái khung giờ tốt, đó là giờ Mùi là từ 13 giờ tới 14 giờ 59 phút các bạn. Rồi. Coi như là video đến đây Hạnh Nhật Tấn xin được kết thúc video tại đây. Các quý vị và tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh để còn nhận thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các bạn. Hãy nhớ các anh chị nào, tất cả các bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì hãy bấm nút đăng ký dùm cho Hạnh Nhật Tấn. Để kênh của Hạnh Nhật Tấn một ngày một phát triển lên, phát triển mạnh lên, và Tấn sẽ có nhiều tư duy hơn và sẽ ra nhiều video hay hơn để cống hiến cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị. Hãy nhớ bấm like video, đừng quên bấm nút đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video hay hơn. Rồi, chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các bạn.